chút ha, để thấy được mình khờ dại. Tôi đi qua cửa hiệu to để thấy thời gian còn rơi mãi, và thấy điều gì nó hết đi đừng để suy tư còn vướng lại. Và tôi viết nên khúc ca mang hơi thở của thời đại, và cùng lắng động một chút ha, để thấy được mình khờ dại. Tôi đi qua cửa hiệu to để thấy thời gian còn rơi mãi, thấy điều gì nó hết đi đừng để suy tư còn vướng lại. Và khi tôi 13 tuổi đóng quân trên ghế nhà trường, không cần học lịch sử tôi cũng biết được những chuyện tang thương. Cái gì chân thật thường bị nhân sinh che phủ đâu quên trong chốc lát. Một vợ hay con tiền no đóng điểm mày động lại gì sau hốc mắt. Đời coi thường tao thường nói chỉ là lại nhảm và mặt sức mạnh mọc. Tao sẽ luôn phải mở miệng vì không muốn thực tại bị bóp nát. Nói tôi nghe đi homie, đã bao giờ mày chứng kiến ông già đắp chuối bị giật tới xấu ở giữa trời trưa nắng gắt. Ông không còn gì có thể trú thân ở những đêm mưa vắng lặng. Một cô tiêu phụ phải vác cái thai về quê để sống ân giật, chấp nhận cuộc sống ba mẹ đơn thân đi kèm với nỗi ân hận. Miệng đời đầm tiếu là lý do chính cô không hay lộ thân nhân. Miệng đời đầm tiếu là lý do chính cô không thể lộ thân nhân. Một thằng tốt nghiệp đại học ra trường 3 năm vẫn thất nghiệp, 2 tháng chưa kiếm được việc làm tạm bợ nhưng rồi cũng mất việc. Mình nói tôi nghe đi homie, đã bao giờ mày chứng kiến Sài Gòn 12 giờ chưa đông vắng bơ và tiếng súng nổ ra. Một thân hình ấm yếu với một vũng máu bê bết và lây lết ở giữa biển người, và không nhận lại được một sự mỉm cười. Và đã bao giờ mày chứng kiến, đã bao giờ mày chứng kiến homie. Và mày áp đặt cho tao những quy tắc lúc mới đẻ ra hình hài, và đâu ai biết sóng lớn sẽ lại ập đến trước cuộc hành trình dài. Dừng lại một chút ta thấy điều gì sau cánh cửa. Cuộc sống này sẽ tốt hơn nếu nhà cầm quyền không còn dùng bánh nữa. Tôi không đổ lỗi nhưng mày có thể chứng minh đây không phải bi kịch. Mày không có gì trong cuộc sống này nếu như không có tờ lý lịch. Tao gục ngã rồi đứng lên như một người lính chiến, nhưng ở xã hội này mày đừng mong nói lên được chính kiến. Mày nói tao nghe đi homie, đã bao giờ mày chứng kiến lịch sử và hiện tại đã sắp đặt theo cách không thể ứng biến. Của thời đại và cũng đáng động một chút ha, để thấy được mình khờ dại. Tao đi qua cửa hiệu tối để thấy thời gian còn rơi mãi, thấy điều gì nó hết đi đừng để suy tư còn vướng lại. Và dừng lại đi khi mà tay còn nóng máu còn ấm, hòa bình gì xảy ra khi tay cầm súng thấu đâm ngắm. Đoàn kết với ai nhắc vị tướng 17 làm cho quá độ cả nắm sau mấy chục năm cũng chỉ được cười khẩy. Tao kẻ thua một thời trẻ trẻ xung quanh rồi cũng phải xuống lộ. Người ta khoe mẹ theo dịch cũng chán làm gì cuối đời vẫn xuống mộ. Thế nên một chút sự thật đừng ở bên trong chắc bút và tự thuật. Người trẻ như tao phải hiểu được mất trong hoàn cảnh nhà tan nước mất. Làm sao tao có thể chuyện tụ hết tư duy chỉ ở một tảng văn vùng hết bản năng không bị cản ngăn cảm giác lật lại hồi ức đang trôi như một tảng băng. Dù biết 30 chưa phải là Tết nhưng mà chuyện đã xong tại Hương Cảng. Họ nói thành phần cần diệt tận gốc đều hòa mà mỏng đã tư bản. Chủ trương biết là 1995 ai cũng thấy được sự tương phản. Các em học sinh phải học tập âm chiến lược sau này nó gương đảng. Thành phố mang tên bác đẹp nhất thì ai dạy nhau Sài Gòn thời xưa. Hồi ở Tây Nguyên còn 275 thì ai không giữ đúng lời hứa. 1968 nghe ông họ Lê mang bom mìn tràn vào thành phố. Vậy ai là hiểm họa, ai làm mầm móng từ nông thôn tới thành đô. Mở miệng là yêu nước thương dân hay phục vụ đệ tâm quốc tế. Liên Xô sụp đổ cho qua tôn sùng Trung Quốc lấy đất làm mẫu hệ. Cộng đồng thì vĩ đại tới mức 58 có luôn các công hàm. Công chủ quyền cộng đạo đổi tiền hỏi ai không biết là cộng tham. Cỡ 120,000 người năm sau thì bị binh nói là sai lầm. Vì chuyện thẩm sát đâu thấy nói ra thì chắc cũng chả ai sai nhầm. Lịch sử 12 là gì mà các ông cứ thích thần thánh. Ông dạy tao thành kẻ khác máu thay vì biết chiến tranh là thứ cần tránh. Tay còn nóng máu còn ấm, hòa bình chỉ xảy ra khi tay cầm súng thấu nồng ngắm. Đoàn kết với ai nhắc vị tướng 17 làm cho qua đủ cả năm sau mấy chục năm cũng chỉ biết cười khẩy. Và tao viết nên khúc ca mang hơi thở của thời đại, và cùng lắng động một chút ha để thấy được mình khờ dại. Tao đi qua cửa hiệu ưu tối để thấy thời gian còn rơi mãi, thấy điều gì nó hết đi đừng để suy tư còn vướng lại. Rồi vài năm nữa vẫn sẽ là Mark Lenin song hành cùng mở ly chiếc khẩu. Tiếng Trung quá khứ đọc vang lên sang sảng tiếng Anh cho ai biết đâu. 99 năm được quốc hội cho là đúng nhưng liệu dân chúng công nhận. Tao tung hai phận giờ là địa phận sau này cả không phận. Mấy ông quyết định mà không chuyên cầu dân ý hỏi sao lòng không giận. Không thù và không oán hay là tính tới chuyện mình ly khai. Trong khói lửa mày có thấy huynh đệ ba miền đang chia sai.
Rồi đây hoàn cảnh đất nước ra sao khi xây cái đặc khu kinh tế, chắc chỉ tiếp tục một phát triển mọi biện pháp nạp tô xin thuế. Dân Việt Nam ai chả biết giả tâm của công quỹ tình cận, bên các ông cứ biểu tình là phản động kích động, nhưng nếu không làm thì chỉ còn nước tự hận mình. Yeah, tình liệu mày hiểu tao nói gì homie, mở mắt đi homie. Và những lời thép với tâm huyết viết ra thì đã ai tấu hiểu. Mày tin đi homie, tao chỉ không muốn thấy cảnh máu nhiều. Tao chỉ không muốn nhà nhà đi học tiếng Trung Quốc và lấy tiếng mẹ đẻ của mình về nhà lồng kính mà chân cất. Nói đảng là người sống soi đường, vậy đâu ra một vành đai một con đường. Tao không muốn con cháu của mình phải liệt tổ liệt tông trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, dân tộc phải bị diệt vong. Yeah. Promise that you sing about me forever. Promise that you sing about me forever. Promise that you.